Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Sáng hôm nay trời mưa rất là to cô bác ạ. Sáng nay trời mưa thì Thành không đi lên bản được. Thành ở nhà làm nốt những công việc còn lại đang dang dở. Sáng nay Thành và anh em thợ lát lần gạch hoa cho chỗ bán hàng này sạch sẽ cô bác ạ. Còn phía bên này là cái cửa hàng của Thành làm cửa lúc nào bán hàng thì mở ra. Thành để cái cửa hàng này vào giáp bên chỗ cái máy tôn xanh này để gọn một chỗ. Mẹ Thành cho Thành với em Mai là ăn riêng nhưng vẫn là ở chung của bác ạ, thì ăn riêng hoạt động riêng thôi. Thì mẹ Thành có tuổi rồi nên là hàng tạp hóa này, đồ sửa chữa xe máy và hàng đồ bàn bia rất là ồn ào ấy. Khách đến là đến lúc mọi người là có uống chén rượu bia vào thì lời ra tiếng vào rất là to, ồn ào thì mẹ Thành mất ngủ. Bên trong này mẹ Thành đã để bếp ga và cái tủ lạnh đây. Mẹ Thành ăn riêng ở khu này và mẹ Thành đang ngủ ở sau bức tường trắng này. Bức tường trắng đây là phòng của mẹ Thành từ trước đến giờ rồi. Ngày trước là chỗ này là chỗ Thành bán hàng tạp hóa và để đồ sửa xe ở trong góc đúng chỗ cái bếp ga của mẹ Thành đây. Thành làm xong bên này Thành sẽ chuyển hết những cái đồ này sang hết bên kia. Mẹ Thành bảo là phải ngăn luôn từ cái bóng điện này luôn để cho nó đỡ ồn ào ấy. Mẹ Thành như thế. Mẹ Thành bảo cho Thành và em Mai là ở riêng và tự lập. Cái lồng này là hàn cái cửa hàng này là làm sai kỹ thuật một chút thì diện tích của Thành nó rất là hẹp ấy. Lúc đầu thì không tính là ngăn chỗ này lên để cái cửa hàng nó to đến hết chỗ lần gạch đá hoa lát này. Nếu mà ngăn chỗ này thì chỗ này rất là hẹp luôn, mọi người không thể nào mà đánh được bia lên, thì Thành phải làm cửa chỗ cái lồng này, làm cửa chỗ cái lồng hàng này. Lồng hàng này nó ra đến đây các bác ạ. Lúc đầu Thành đang định tính là vây cho cái thép B10 và cửa xếp là từ cái bức tường nhà của Thành này sang bên này. Hôm qua anh em thợ đã làm xong cái cửa kéo của Thành rồi. Đây cửa kéo di động, kéo bằng cơm các bác ạ. Đây đây. Đây là chiếc cửa kéo bằng cơm. Đấy. Ở dưới là bằng hai bánh xe. Kéo rất là nhẹ nhàng luôn. Một tay có thể kéo được. Kéo bàn đóng ở đây. Hôm nay là trời mưa là hơi bị rít một chút. Vào đây. Vào đây và khóa lại ở đây. Làm cái chốt ở đây đấy các bạn ạ. Hoặc làm cái ổ khóa dây ấy, khóa luôn cánh cái cửa này và cánh cửa kia vào với nhau. Không bình thường mình làm cái chốt đây cũng được. Đây và khóa luôn đây. Đấy. Như này thì quá chắc chắn luôn. Phía bên này thì Thành để rửa xe. Sáng nay là mưa khá là to các bác ạ.
Hôm nay Thành có thuê em Trư sang bên nhà Thành làm việc. Em Trư xuống, có bác còn nhớ không? Em Trư xuống rất là chịu khó luôn. Trời mưa to này chắc nhà em Trư xuống là chắc bị ngập nước rồi, nước chảy từ tả ly vào. Nhà em Trư xuống rất là sập sệ luôn. Đợt trước phân bóng chuyền thì ngày trước là dọn sạch sẽ hết rồi. Thành lấy chập những cành xoài này lên để tạm ở đây thôi. Để hôm nào khô thì dốc lấy củi để đun. Và chỗ rác này Thành sẽ đốt hết cô bác ạ, không phải để như này đâu. Thì công việc là làm phải làm nhanh nên không có thời gian mà dọn rửa. Hôm nay là định dọn rửa thì trời nó lại mưa. Trời mưa thì mọi người chỉ làm được ở trong nhà thôi các bác ạ. Sau một thời gian là ốp thì mọi người đã ốp sắp xong rồi. Chỗ gạch để hàng rồi. Trời thì mưa rất là to các bác ạ. Hôm nay là như mưa cả ngày thôi. Phía bên này thì em trai em đang hàn cái cửa chó. Hàng hóa ở để gần đường này thì phải có một con chó giữ, con chó giữ để trong nhà. Cam thì Thành đã lắp nó xung quanh nhà hết rồi, không phải có con chó nữa, có gì chó báo động cho mình vẫn biết được. Ở ngoài sân thì Thành lắp cái loại gạch này ấy. Gạch này thì đỡ trơn các bạn này, cái đường vân này. Thành có tiền đến đâu thì Thành nát đến đấy thôi, thì kinh phí có hạn các bác ạ. Bên này thì kiểu đổ cái trước vào nhôm nhem thôi. Cái gì em? À, không quan trọng đâu em ơi, không cần phải làm trần zin đâu, lệch một chút không sao đâu, đến là đóng mở cửa được, có được. À, cả những cái khung này em không cần phải chuẩn 100% đâu, cứ mắt mình nhìn là được à, nhìn là vừa được, chéo một tí không sao, vì mình làm cái này mình không cần phải độ chính xác cao đâu. Ở khu gần cái rãnh này Thành làm một đường rào sắt, xong rồi lợp những viên ngói bà rô lên để cho nó sạch sẽ. Thì khu kia là khu chuồng lợn mà các bác, cho mùi nhất thì đỡ bay về đây, có gì thì xuôi ra ngoài kia thôi. Nhà Thành chỗ này toàn bộ là lợp bằng tôn lá hết, những loại tôn rẻ nhất các bác ạ, sắt cũng rẻ. Còn ở phía chân hở này thì Thành sẽ đổ cát và xi măng là viết bằng nhau hết. Em trai vừa cắt hết cái
là ở bên kệ rồi. Cái kệ này thì nằm xuống, và trên kia làm lưới là để đồ trên đấy nữa, làm đồ mấy tầng liền, vì diện tích ở bên này của thành nó rất là hẹp. Diện tích hẹp thì mình thiết kế kiểu chờ hẹp xếp được nhiều đồ. Thành có nuôi một chú chim chào mao, chơi chú chim để hót vui nhà vui cửa các bác ạ. Thành thì không biết cách chơi chim đâu, cứ nuôi chim hót thôi, miễn là chim hót là được. Đây là mấy chú gà đen này. Cái đàn gà nhỏ nhỏ ngày trước ấy, cô bác có biết không? Đàn gà này bé bé thôi, giờ là to rồi. Hiện tại con chó của Thành là chưa có lông thì Thành cầu tạm ở khu này đã. Bốp bốp. Chú chó này thì hiền thì hiền thật, nhưng ác thì ác thật đấy. Cái chó này xích nhiều kìa, xích nhiều là lên xích nợ ấy vào cổ kia là không được thoải mái cho nắm. Nó sẽ thành vành vằn ở cổ đấy. Nằm xuống, bốp, nằm xuống. Từ chó của Thành thì chưa béo hết cỡ. Từ này chó này gần 40 cân thôi các bác ạ. Béo hết cỡ mà to hết cỡ thì chắc phải hơn 40 cân. Vì chú chó nai thôi, không phải là chó béc béc lại lại một béc là như nào mà bố là ngao hay là mẹ là ngao ấy, Thành không biết vì Thành mua lại thôi. Hôm nay ra chú chó ngao không phải ngao, nhiều người bảo là ngao không phải, nhiều người cũng bảo là béc bun chứ không phải béc bun, nhưng không biết là chó gì không bác ạ. Sang ngày hôm sau rồi, hôm qua Thành cùng mọi người là làm việc nên không có thời gian ra video. Mong ông bà, cô bác và anh chị thông cảm. Hôm nay mọi người tiếp tục công việc là mọi người làm cái vách ngăn mới của bác ạ. Mọi người đang cho tấm vách ngăn rồi. Cái tấm vách này Thành dùng bằng tấm hai mặt là bằng tôn, ở giữa là bằng miếng xốp. Đấy đó, chống ồn. Bàn bia thì Thành để ra ở bên này rồi. Bàn bia Thành để ở đây. Thành có trang trí thêm cái biển bàn bia ở đây cho phong phú ấy. Em Mai thì em đang dọn giữa bên này. Thành và em Mai là ở riêng đây đây. Phải làm bếp đun riêng. Chỗ này thì thiếu gạch, có gì chiều lan lốt của bác ạ. Đây là khu bếp của nhà Thành Mai đây. Khu bếp thì còn chưa hoàn thiện của bác ạ. Phải xây dựng lên và trang trí cho đẹp đẽ. Đây tạm thời chỗ này thôi. Đằng sau này thì lộn xộn quá, còn chưa dọn được của bác ạ. Thấy ngày hôm nay là nhiều việc. Hôm nào xong việc hết thì Thành và em Mai dọn dẹp hết. Cái lợn đòi ăn à vợ? Hả? Cái lợn đòi ăn à? Ôi, con này nó ăn suốt ngày, suốt đêm. À, suốt ngày, suốt đêm á? Mình không có sữa cho nó ăn. Thế á? Con lợn... Đấy, lâu dài. Con lợn này được hơn năm rồi, gần 2 năm ấy. Con lợn này có đem không ạ? Có mà. Lâu dài đấy. Hai chú lợn được kia cũng ăn khỏe nữa. Lâu dài. Bao ngô quá, không thấy vợ để đâu. Ô
Nó có ba con ngô giả mà, bắt đầu đỏ ấy. Không thấy. Đây là ba chú lợn trắng, còn thành một từ trước đó thôi. Chuồng trại là hôm nay quét dọn nhá, mai nhá. Chuồng trại hôm nay quét dọn đi nhá. Con nước đâu? Nước này à? Nước bé. Bé đi sửa đi. Mình đun bếp ăn uống đây thì chuồng trại sạch sẽ, không hôi ấy. Nhìn cây con lợn á. Các lợn có gì buồn cười? Nó cứ kêu ấy. Tay em bị sao ấy? Bị trượt khớp. À, bị trượt khớp à? Còn đau không? Đỡ. À, đỡ hơn rồi. Hai anh em thợ đang tính toán đấy, đang tính toán là vàng cờ gì à? Đây gọi là bài toán đấy nhỉ, bài toán khó không? Đấy thế à? Ở trên ở dưới ở bên cạnh là cho u hết rồi. Bây giờ không biết là cho tôi vàng kiểu gì đây. Đo bên này xem nó. Hàng sửa xe của Thành thì lộn xộn chưa xếp được các bác ạ. Vì chưa biết là vị trí nó nằm ở chỗ nào. Đây là tạm thời như thế này đã. Đây là cái lồng ạ. Đây là cái kệ bán hàng của nhà Thành Mai đây. Để bán hàng thì chưa xong các bác ạ. Còn hàn thêm mấy thanh và để tấm inu lên nữa. Đây là cái chuồng chó của Thành Mai đây. Đấy. Bên này ồn quá, đang làm việc thì con chó cứ kêu ầm ĩ lên là Thành là cắm con chó lối khu lối kia. Hôm nay trời nắng rất là to các bác ạ. Sau cơn mưa trời lại nóng luôn rồi. Không biết là gia đình nhà Bùng Tính đã về chưa. Có gì thì chiều Thành rảnh thì Thành sang bên bên nhà Bùng Tính xem công trình đến đâu rồi và xem vợ chồng Bùng Tính và em bé đã về chưa. Hôm nay video đến đây thôi. Cho Thành xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.